hai trận nữa hả Thuận? Rồi làm đi anh, làm đi anh, em vô rồi đó, em vô rồi đó. Rồi ngồi đây đi anh có gì anh nhắc đi. Anh nhắc cái là mày dễ. Giờ nha, giờ anh. Bù cỡ nửa 8 tiếng được mà anh Hải. 8 tiếng nó sáng luôn. Dạ rồi. Chào mừng tất cả quý vị đến với trận đấu giao hữu giữa hai đội FC U40 ngã 7 và FC Quán Cơm Hiệp Châu. Dạ, alo. Đến với đội hình FC U40 ngã 7 gồm có đá với Quán Cơm Hiệp Châu đang đá. Dạ dạ, đã mới em mới vô live à, mới vô live. Dạ. Mở cầu cho FC Quán Cơm Hiệp Châu. Chị bốn đây là chi bốn. Tình huống cắt bóng của cầu thủ số 3. Ném biên cho FC Quán Ăn Hiệp Châu. Lọc xa đồ. Chỉ cho qua Hoàng Nam. Hoàng Nam. Một pha phối hợp giữa Hoàng Nam và Chí Bốn không thành công. Sút. Một cú sút đi khá nhẹ của Chí Bốn. Cái gì? Anh Hiệp đẹp. Ở đâu? Đưa đây, đưa em. Đưa em. Rồi rồi rồi, để em cứ bình lên. Anh nghe hoài, anh nghe hoài. À, rồi. Rồi rồi, để anh gửi cho. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, đang lát nữa anh về anh gửi cho anh. Anh đang like chặn ở Hoàng Hậu này rồi. Đây là anh Thanh Đồ Gỗ. Đây là Hiếu Winner. Đây là Ba Chó. Hiếu Winner. Số 12 là Hiếu Winner. Đây là Hiếu Winner. Vẫn là, vẫn là Ba Chó. Đây là trung vệ F88. F88. Lọc xe đô, đây là Hiếu Winner. Đây là Hiếu Winner, lọc xe đô. Đó là quả hoa phối hợp không thành công giữa Hiếu Winner và lọc xe đô. Phát bóng lên dành cho U40 ngã 7. Ok, đúng rồi đó. Rồi, tôi chờ tiếp đi. Thủ môn Hoàng Tú. Để cho tiện các bạn theo dõi, xin thông qua những cầu thủ trên sân của hai đội. Một cú sút khá căng của Ba Chó. Thằng thủ môn Hoàng Tú. Đây là thủ môn Hoàng Tấn. Hoàng Tú, Hoàng Tú. Anh Thanh Đầu Gỗ. Đây là anh Thanh Đầu Gỗ. Anh Văn Thanh. Vẫn là anh Văn Thanh. Một pha cắt bóng của thủ môn Dân Tú. Phản công dành cho U40 ngã 7. Vẫn là U40 ngã 7. Đây là anh Thanh Đồ Gỗ. Một pha phản công nhanh. Ném biên dành cho U45 ngã 7. Vẫn là anh Danh Thanh. Một pha chuyển khai biên dành cho Tuấn Anh Jodinho. Vẫn là Tuấn Anh vô đi nhô. Đây là cú của kia nha. Ở qua đây anh Tấn đó, anh Tấn. Đây là Hiếu Quỳnh. Đây là Hiếu Quỳnh Nơ. Hoàng Nam. Hoàng Nam làm gì đây? Vẫn là Hiếu Quỳnh Nơ. Sút. Một pha cản khóa rất hay của thủ môn Hoàng Tú. Một pha bắt bóng gắn chính xác của thủ môn Hoàng Tú. Đây là anh Tấn. Trung vệ là anh Năm Đen. Vẫn là anh trung vệ anh Năm Đen. Một pha phát bóng lên. Anh Nghiệp. Đây là anh Nghiệp. Anh Nghiệp làm gì đây? Một pha khứa lòng không thành công của anh Nghiệp. Vẫn là U47 anh Thanh Đầu Gỗ. Một pha chuyển khai biên không thành công của anh Thanh Đầu Gỗ. Ném biên cho Quán Ăn Hiệp Châu. Đây là Hoài Nam. Đây là Ba Chó, sút. Một cú sút đi không chính xác của Ba Chó. Môn Hoàng Tấn. Phát bóng lên dành cho thủ môn Hoàng Tấn. Hoàng Tấn.
xin lỗi gì anh Hoàng Tú. Đây là anh Nghiệp. Đây là anh Tứ. Một pha thọc biên rất hay. Sút. Phản công nhanh. Đây là Chí Bún. Vẫn là Chí Bún. Đây là Hoài Nam. Hoài Nam chuyền cho ba chó. Ba chó làm gì đây? Một pha bắt bóng không thành công của ba chó. Đây là anh Nín Thở. Xin lỗi quý vị, đó là anh Đính Phở. Đây là Trung Vệ Nghĩa F88. Đây là Lộc Sado. Một pha đi bóng khá hay của Tứng Vô Đi Nhô. Vẫn là anh Tứng Anh. Đây là anh Thanh. Một pha thọc khe khá hay của anh Thanh nhưng đồng đội không hiểu ý. Phát bóng lên dành cho thủ môn Di Nhỏ. Vẫn là Trung Vệ F88. Hoài Nam. Một cú sút khá nhanh của Hoài Nam nhưng thủ môn Hoàng Tú đã cản phá xuất sắc. Đá phạt góc dành cho FC Quán Cơm Hiệp Châu. Xin chào anh Linh nha, chào Nguyễn Quyền Trân nha. Đúng rồi, chị Hoàng Phục nha em. Đây là ba chó. Một pha đánh đầu khá nhẹ của Hiếu Quynh ơi. Ném biên dành cho U40-7. Đây là anh Văn Thanh. Và đây là anh Tấn. Vẫn là anh Văn Thanh. Đó là anh Năm Đen, Năm Đen chung vậy. Đây là anh Văn Thanh. Một pha đánh gót khá hay của anh Thanh nhưng không vượt qua được Chí Bún. Ném biên dành cho 40-7. Đây là anh Đính Phở. Vẫn là anh Đính Phở. Một pha cản phá của Trung Vệ Nghĩa F88. Một pha ra kịp lúc của thủ môn Di Nhỏ. Ném biên dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Đây là ba chó. Ném biên dành cho Trung Vệ Nghĩa F88. Okay, đây là Nhi Bún. Nguyên nha. Nhi Bún làm gì đây? Sút không vào. Một cú sút đi khá xa cột dọc của thủ thành Hoàng Tú. Phá bóng lên dành cho thủ môn Hoàng Tú. Ok, cảm ơn Hoàng Nguyên nha, cảm ơn Hoàng Nguyên. Đây là anh Văn Thanh. Văn Thanh và Chí Bún. Hoàng Nam không vào. Một pha chơi khá tập trung của thủ môn Hoàng Tú. Phạt góc dành cho Quán Ăn Hiệp Châu. Được dừng bóng, bây giờ đây là Lộc Salo. Một pha cắt bóng của Trung Vệ Nam Đen. Ok, cảm ơn Kha Tôm, cảm ơn Hoàng Nguyễn, cảm ơn em gái Nguyễn Bình Trân nha. Và đương nhiên Bình Diêm Hỏng nữa các bạn ơi. Một pha triển khai bóng khá nhanh nhưng không thành công của FC U40-7. Vẫn là Trung Vệ Nghĩa 88. Đây là Hiếu Quynh ơi. Lại là Hiếu Quynh ơi. Đây là Lộc Sơ Đô. Vẫn là Nghĩa F88. Nhưng vẫn là tiếp tục. Đây là Nghĩa F88. Sút không vào. Một cú sút đi khá gần nhưng không may mắn không điểm từ đối với Trung Vệ Nghĩa F88. Ném biên dành cho U40-7. Anh Năm Đen. Đây là Trung Vệ Năm Đen. Một pha phá bóng của Trung Vệ Năm Đen. Ném biên dành cho Quán Ăn Hiệp Châu. Đây là Hiếu Winner. Vẫn là Hiếu Winner. Chào Hà My nha. Một pha bắt bài của U40-7 nhưng chào, không thành công. Chào Hà My nha, chào Hà My. Tiếp tục là Hiếu Quynh ơi. Một pha đi bóng rất hay. Đây là Chí Bún. Không vào. Một cú sút đá nhanh của Hoài Nam nhưng may mắn không mỉm cười đối với tiền đạo Hoài Nam. Một pha triển khai biên của anh Tứng Đi Vô Đi Nhô dành cho anh Văn Thanh.
Hoài Nam. Một pha xuất sắc của anh Hoàng Tú. Cú sút tiếp theo của chi bốn không đánh được thủ thành Hoàng Tú. Ok. Ok, cảm ơn Linh và Ná nè. Ok vậy là ok đó, một quay từ giờ từ sung sung lên nè. Một pha chơi khá tập trung của thủ thành Hoàng Tú. Phát bóng lên dành cho thủ môn Hoàng Tú. Hoàng Tú chuyền cho anh Danh Thanh. Một pha chuyển khơi biên dành cho Tuấn Anh Jodio. Vẫn là Tuấn Anh Jodio. Không thành công. Đây là Hiếu Winner. Vẫn là Hiếu Winner. Chuyền cho trung vệ Nghĩa 88. Đây là Chí Bún. Ok, chào Thanh Bạch nha. Phá công nhanh dành cho 47. Đây là Tân sút không vào. Một cú sút khá nhanh của Tân. Bóng đi trên cục dọc trong gang tấc. Phá bóng lên dành cho thủ môn Duy Nhỏ. Đây là Ba Chó. Vẫn là Ba Chó. Một pha cắt bóng thành công của Nhí Jodio. Đây là Đính Vỡ. Cầu thủ mới được tung vào sân là số 16. Một pha chọc khe cho anh Thanh không thành công của anh Tuấn Anh Jodio. Vẫn là trung vệ Nghĩa 88. Đây là Lộc Sado. Đây là Hiếu Winner, Ba Chó. Một pha phối hợp giữa Ba Chó và Chí Bún không thành công. Đây là thủ môn Hoàng Tú. Là Năm Đen. Một pha qua người khá hay của trung vệ anh Năm Đen. Đây là Đính Vỡ. Một pha cân bóng vào trong không thành công của anh Đính Vỡ. Và Hiếu Winner đã về phòng ngự rất nhanh. Ném biên dành cho U40 nha các bạn. Ok, không đi nhậu nha các bạn ơi. Bữa nay còn lai chặng 5:30 tại sân Hoàng Hậu nha các bạn. Bữa nay bị viêm họng rồi. Bữa nay chịu hồi phục bệnh lượng nha các bạn. Ok, cảm ơn Quang Long, cảm ơn Thanh Bạch, cảm ơn Linh và Ná Na, cảm ơn Hà My. Ném biên dành cho U40 nha bạn. Đây là anh Đính Vỡ. Một pha ném biên, Ba Chó. Một pha cắt bóng chính xác của anh trung vệ Năm Đen. Tuấn Anh Jodio. Đây là Tuấn Anh Jodio. Đây là Chí Bún. Pha đánh đầu của anh Tuấn. Pha đánh đầu của anh Tuấn đã đi hết đường biên ngang, ném biên dành cho Quang Hiệp Châu. Đây là Chí Bún. Chí Bún làm gì đây? Phối hợp giữa đây là Ba Chó. Đây là anh Nghiệp. Đây là vẫn là anh Nghiệp. Một pha đi bóng khá hay của anh Nghiệp. Tuấn Anh vô đi vô. Một pha vẫn là anh Nghiệp. Anh Nghiệp chuyền bóng về cho anh Tuấn Jodio. Đây là anh Văn Thanh. Vẫn là Tuấn Anh Jodio. Ok, có người khen bình luận viên đó nha. Sung sung lên nha. Đây là thủ môn Hoàng Tú. Và đây là anh Văn Thanh. Một pha chọc khe khá hay của anh Văn Thanh dành cho anh Tuấn. Một pha chuyền bóng không thành công đến vị trí của anh Đính Vỡ. Khoảng công nhanh dành cho Phát Ăn Hiệp Châu. Đây là anh Hoài Nam. Một pha cắt bóng của anh Văn Thanh, ném biên dành cho Quán Ăn Hiệp Châu. Lập Sado. Vẫn là Lập Sado ném biên. Đây là trung vệ Nghĩa F88. Mấy bạn đá banh xong cũng muốn dây tiền thì liên hệ với Nghĩa F88 luôn. Phát bóng lên dành cho thủ môn Hoàng Tú. Đây là anh trung vệ Năm Đen. Một pha chuyền bóng khá bất cẩn của Năm Đen nhưng bàn thắng không mỉm cười đối với tiền đạo Hoài Nam. Một pha chuyền bóng ngang không hiểu ý đồng đội của anh trung vệ Năm Đen. Một pha che bóng của anh Tuấn
ném biên dành cho Út 10 và ngã 7. Đây là anh Văn Thanh. Tiếp tục ném biên dành cho U 40 ngã 7. Cảm ơn Quỳnh Quốc Toàn nha. Cảm ơn anh Quốc Toàn. Đây là Hiếu Quỳnh Nơ. Một pha bứt tóc của Hiếu Quỳnh Nơ. Đây là anh Hoài Nam. Sút không vào. Một pha lui về phòng ngự khá hay của anh Tuấn Anh Studio. Lọc đá nè. Đá phạt góc cho Quán Cơm Hiệp Châu. Đây là Lộc Sado. Đây là Nghĩa F88. Sút sút đi khá nhẹ. Đây là Hiếu Quỳnh Nơ. Một pha bắt bài của anh Tuấn Anh Studio. Đây là Hiếu Quỳnh Nơ. Sút không vào. Một pha cản phá rất hay của thủ môn Hoàng Tú. Phản công nhanh dành cho U10. Đây là Đinh Võ. Anh Đinh Võ làm gì đây? Không vào. Một pha căng ngang trước mặt khung thành của thủ môn Chí Dọt. Nhưng bàn thắng không tìm đến dành cho U10 như vậy. Phản công dành cho Quán An Hiệp Châu. Đây là Hiếu Quỳnh Nơ. Hiếu Quỳnh Nơ làm gì đây? Đây là bà chó. Vẫn là bà chó. Vẫn là ba chó. Ba chó không vượt qua nổi tiên vệ anh Nghiệp. Vẫn là một pha cản phá xuất sắc của thủ thành Hoàng Tú. Một ngày chơi khá tập trung của thủ môn Hoàng Tú. Đây là anh Nghiệp. Ok, cảm ơn anh Quốc Toàn nha. Cảm ơn Quang Biểu Phong. Vẫn là anh Nghiệp. Một pha chọt khe khá hay nhưng bóng đi khá nhanh. Anh Năm Đen. Một pha cắt bóng khá hay của trung vệ anh Năm Đen. Tuấn Anh đường truyền của Tuấn Anh Jodinho đã đi hết đường biên dọc. Phát bóng lên dành cho thủ môn Di Nhỏ. Đây là Lộc Sado. Ok, cảm ơn Hoàng Nguyễn nha. Vẫn là Lộc Sado. Một pha chuyển gây biên dành cho ba chó. Đây là ba chó. Vẫn là ba chó. Một pha chọt khe khá hay của ba chó dành cho tiền đạo Hoài Nam. Phá bóng lên dành cho thủ môn Hoàng Tú. Đây là anh Đỗ Khải mới được chung vệ sao. Vậy là U40 có sự thay đổi người giữa trung vệ anh Năm Đen và hai vào vị trí của anh Năm Đen đó là anh Đỗ Khải. Đây là trung vệ Nghĩa F88 chuyền cho ba chó. Ba chó chuyền cho Chí Bún. Chí Bún chuyền về cho trung vệ Nghĩa F88. Vẫn là ba chó. Đường chọt khe dành cho Lộc Sado. Lộc Sado xử lý không thành công. Đây là Tuấn Anh Jodo chuyền cho anh Đính Mở. Một pha chọn biên khá hay. Đây là anh Tấn. Một cú sút của anh Tấn đi không thành công. Ném biên nhìn cho U10 ngã 7. Đây là anh Văn Thanh. Di Nhỏ. Một pha bắt bóng thành công của thủ môn Di Nhỏ. Tỷ số hiện tại là không. Tỷ số giữa hai đội Quán Cơm Hiệp Châu và U40 ngã 7 vẫn là không đều. Đây là Hiếu Quỳnh Nơ. Một pha bứt tóc Hiếu Quỳnh Nơ sút không vào. Môn Hoàng Tú. Một pha cú thua khá hay của thủ môn Hoàng Tú. Hoàng Tú. Xin lỗi gì. Ok, cảm ơn thi nha. Đây là anh Tuấn Jodinho. Đây là anh Văn Thanh. Cảm ơn thi nha, bữa nay em bị diêm động anh đi rồi. Cắt bóng khá hay của trung vệ Nghĩa F88. Đây là Lộc Sado. Sút không vào. Chào Hiệp Đầu Rainer, chào anh Thi nha, bữa nay em bị diêm động anh Thi rồi. Phải nói bữa nay thủ môn của 40 ngã 7, thủ môn anh Hoàng Tú chơi khá tập trung và xuất sắc. Đây là anh Văn Thanh. Đây là anh Tuấn. Tấn truyền cho anh Văn Thanh. Và xử lý chọt khe khá hay của anh Văn Thanh dành cho anh Tấn. Nhưng thủ môn Di Nhỏ đã chơi khá tập trung.
đây là ba chó. À xin chào anh Thi nha, chịu hoàng phục là... con cháu thầy tướng 18 triệu Linh đang bình luận nha anh Thi. Ngoài Nam xuất chúc vào. Hôm hôm nay chịu hoàng phục con cháu thầy tướng 18 triệu Linh bình luận anh Thi ơi. Một cú sút khá nhanh của tiền đạo Hoài Nam nhưng bóng đi thiếu chính xác. Và Quán ăn Hiệp Châu có những sự thay đổi người. 30 là Quang Đạt. Hoài Nam Quang Đạt. Và Hiếu Quân đã gây sang. Được tung vào sân đó là tên. Hoàng Tăng là gì? Tăng Hòm Bảo Nhỏ với Tăng Chạy Hồn Thảo Nhỏ Bảo Nhỏ Bảo Nhỏ Bảo Nhỏ với Quốc Đạt. Quốc Đạt Tiến Lĩnh. Tiến Lĩnh đó là những cầu thủ được tung vào sân. Gia Bảo nữa của Quán Cơm Hiệp Châu còn có Gia Bảo nữa. Và một cầu thủ Gia Bảo đây là anh Văn Thanh. Một pha chuyền bóng không thành công của Giang Thanh đến vị trí của anh Đính Thở. Xin chào Hoàng Nguyễn nha, chào anh Thi, chào Hiệp Đội Lai Nơn. Đây là trung vệ Tăng Chạy Hồng. Gia Bảo. Đây là Gia Bảo. Tiến Lĩnh. Đây là Tiến Lĩnh. Bảo Nhỏ. Đây là Bảo Nhỏ. Quốc Đạt. Đây là Quốc Đạt, sút không vào, một cú sút khá nhẹ của Quốc Đạt không thắng nổi thủ thành Hoàng Tú. Đây là anh trung vệ Đỗ Khải. Đây là anh Văn Thanh, vẫn là trung vệ anh Đỗ Khải. Vẫn là anh Đỗ Khải truyền về cho thủ môn Hoàng Tú. Tuấn Anh Junior. Và đây là anh Tuấn Anh Junior. Vẫn là Tướng Anh Jodio. Một pha chuyền bóng dành cho anh Đính Thở. Một pha xử lý không thành công của anh Đính Thở, ném biên dành cho U40-7. Đây là anh Nghiệp. Anh Nghiệp chuyền cho anh Tướng Anh Jodio. Nhưng xử lý không thành công. Bắt bóng ở Bảo Nhỏ. Một pha bứt tốc của Tấn Suốt. Không vào. Cú sút đi hơi cao của anh Tấn. Đây là thủ môn Duy Nhỏ. Bảo Nhỏ. Đây là Bảo Nhỏ. Ném biên dành cho U40-7. Đừng có đụng vô cái dàn giáo giùm chú hay không. Đây là anh Tấn Anh Jodio. Ý, đừng có đụng dàn giáo, đừng đụng dàn giáo. Vẫn là ném biên anh Tấn Anh Jodio. Đây là anh Tấn. Tấn Anh Jodio. Một pha phối hợp khá hay của U40-7. Đây là anh Nghiệp. Chuyền bóng về cho trung vệ anh Đỗ Khải. Và đây là anh Văn Thanh. Chuyền về lại anh cho anh trung vệ Đỗ Khải. Một pha chuyền bóng không hữu ý giữa anh Đỗ Khải và anh Tấn. Đây là Chí Bún. Vẫn là Chí Bún. Một pha đi bóng của Chí Bún làm gì đây? Sút không vào. Một ngày chơi khá hay của thủ thành Quang Tú. Một pha cản phá rất xuất sắc của thủ thành Quang Tú. Đây là anh Tứ khoảng cao dành cho 407. Anh Nghiệp. Đây là anh Nghiệp. Sút không thành công. Ném biên dành cho 407. Và đây là anh Văn Thanh. Vậy là Quán ăn Hiệp Châu có sự thay đổi người. Chí Bún đã gơi sang nhường vị trí cho Khanh Em. Vẫn là U40-7 anh Văn Thanh. Gia Bảo. Đây là Gia Bảo. Đây là Tiến Đạt. Một pha cắt bóng của anh Tuấn Anh Jodio. Đây là anh Văn Thanh. Và đây là anh Tuấn làm gì đây? Một pha qua người không thành công của anh Tuấn. Tăng Hồng. Đây là trung vệ Tăng Hồng. Đây là Tiến Đạt. Một pha phản công nhanh. Vẫn là Tiến Đạt. Sút không vào. Cú sút của Tiến Đạt không thắng nổi thủ thành Quang Tú. Và đây là trung vệ Đỗ Khải. Đây là anh Tuấn Anh Jodio. Vẫn là anh Tuấn Anh Jodio. Chuyền bóng cho anh Văn Thanh.
Một pha phát bóng lên dành cho anh Đính Thuận. Một pha xử lý không thành công của anh Đính Thuận. Phát bóng lên dành cho Quán Ăn Hiệp Châu. Đây là thủ môn Di Nhỏ. Chuyền bóng cho Tiến Linh. Đây là Bảo Nhỏ. Vẫn là Bảo Nhỏ. Vẫn là Bảo Nhỏ. Không thành, không vượt qua nổi anh Tấn Studio. Một pha phạm lỗi của Bảo Nhỏ với Tuấn Anh Jorginho. Đá phạt dành cho U40 ngã 7. Đứng trước bóng hiện giờ đó là anh Đính Vỡ và anh Tuấn Anh Jorginho. Một cự ly sút cũng khá gọng dành cho anh Đính Vỡ. Sút không vào. Một cú sút đi không chính xác của anh Đính Vợ. Phát bóng lên dành cho Quán Ăn Hiệp Châu. Đây là Khanh Nhỏ. Vẫn là anh Trung Vệ Đỗ Khải. Đây là Tăng Trai Hồng. Đây là Bảo Nhỏ. Đây là anh Văn Thanh. Sút. Một pha khứa lòng khá nhẹ của anh Thanh. Không thắng nổi thủ thành Di Nhỏ. Đây là Bảo Nhỏ. Một pha phản công dành cho 47. Đây là anh Nghiệp. Đây là anh Tuấn Anh Studio. Vẫn là anh Tuấn Anh Studio. Đây là anh Đính Vỡ. Một pha qua người không thành công giữa anh Đính Vỡ. Không qua nổi hậu vệ cánh Khanh Nhỏ. Đá phạt góc cho U40 ngã 7. Đây là anh Văn Thanh. Một pha đánh đầu không thành công của anh Tướng Anh Jorginho. Phát bóng lên dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Gia Bảo. Gia Bảo. Đây là Tiến Lĩnh. Vẫn là Tiến Lĩnh. Di Nhỏ. Một pha cắt bóng của thủ môn Di Nhỏ. Ném biên dành cho 40 nha bạn. Đây là anh Tuấn Anh Jorginho. Ném biên, đây là anh Đính Vỡ. Một pha ra chân khá nhanh của Đính Vỡ nhưng không thắng nổi thủ thành Di Nhỏ. Đây là Tiến Lĩnh. Một pha bắt bài của anh Đỗ Khải. Ok, cảm ơn anh Phát Xít nha. Cảm ơn anh Phát Xít rất nhiều. Một pha phạm lỗi của Đạt Nhỏ đối với Tướng Anh. Anh Tướng Anh Jorginho. Đá phạt dành cho U40 nhỏ 7. Đứng trước bóng bây giờ đó là anh Đỗ Khải. Đây là anh Tướng Anh Jorginho. Cảm ơn anh Phát Xít nha, lâu rồi không gặp. Vẫn là anh Đỗ Khải. Vẫn là anh Trung Vệ Đỗ Khải. Phản công dành cho Quán Ăn Hiệp Châu. Đây là Khanh Nhỏ. Vẫn là Khanh Nhỏ. Một pha phối hợp giữa Khanh Nhỏ và Bảo Nhỏ không thành công. Phản công dành cho 47. Đây là anh Tuấn Anh Studio. Và đây là anh Tuấn. Vẫn là anh Tuấn. Anh Tuấn có vượt qua được Khanh Nhỏ hay không? Không được vượt qua Khanh Nhỏ. Vẫn là Khanh Nhỏ. Một pha bắt bóng không thành công của Đạt Nhỏ. Vẫn là Trung Vệ anh Đỗ Khải. Và đây là anh Văn Thanh. Đây là anh Nghiệp. Sang này là, và đây là hoàng hậu nha Đỗ Khải. Sang này sang hoàng hậu nha Trần Thiết Chí Thiện. Và đây là anh Văn Thanh. Một pha xử lý khá hay của anh Tấn. Chẳng là anh Tấn. Ném biên dành cho U40 nhỏ 7. Đứng dưới bóng là anh Văn Thanh. Ném biên. Đây là anh Nghiệp. Anh Nghiệp không vượt qua được anh Tiến Linh. Ném biên dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Tỷ số giữa trận đấu giữa hai đội Quán Ăn Hiệp Châu và U40 ngã 7 vẫn là 0-0. Vậy là U40 ngã 7 có sự thay đổi người. Anh Phong. Anh Tấn rời sang. Anh Phong
mang số 31 giao sân. Và đây là anh Văn Thanh, và đây là anh Nghiệp, vẫn là anh Văn Thanh. Anh Phong. Một pha cắt bóng của trung vệ. Đây là anh đứng Jodio. Đây là anh Đính Thuận. Vẫn là anh Đính Thuận. Vẫn là anh Đính Thuận. Một pha chọc biên dành cho anh Nghiệp. Anh Nghiệp làm gì đây? Một pha qua người khá hay của anh Nghiệp. Vẫn là anh Nghiệp. Sút vào. Tỷ số đã được mở cho U40 ngã 7. Đó là anh Nghiệp. Anh Nghiệp. Một pha qua người loại bỏ hai cầu thủ hậu vệ của quán cơm Hiệp Châu. Tỷ số được mở cho U40 ngã 7. 1-0. Đây là anh Phong. Một pha trả bóng về dành cho anh Văn Thanh. Và đây là trung vệ anh Đỗ Khải. Và đây là anh Tuấn Anh Jodio. Đây là trung vệ Đỗ Khải. Và đây là anh Văn Thanh. Và đây là anh Nghiệp. Vẫn là anh Nghiệp. Anh Nghiệp làm gì đây? Đây là trung vệ Đỗ Khải. Một pha chuyền bóng không thành công của anh Tuấn Anh Jodio. Vẫn là anh Nghiệp. Người đã mở tỷ số cho U40 ngã 7. Một pha không hiểu ý giữa thủ môn Duy Nhỏ. Thủ môn Duy Nhỏ. Mở phát bóng lên dành cho thủ môn Duy Nhỏ. Anh phát xít nhắn với anh Đính Thở ghi bàn nhiều về cho tặng thùng bia. Một lời nhắn của anh phát xít đối với anh Đính Thở ghi bàn nhiều vô. Về tặng cho một thùng bia. Đây là Tuấn Anh Jodio. Vẫn là Đính Thở. Một pha chuyền bóng không thành công dành cho Đính Thở. Phản công dành cho quán Hiệp Châu. Đây là Đạt. Một cú sút đi không chính xác của Đạt Nhỏ. Phát bóng lên dành cho U40 nha bạn. Đây là anh trung vệ anh Đỗ Khải. Và đây là anh Tuấn Anh Jodio. Vẫn là anh Tuấn Anh Jodio. Một pha chuyển kha biên khá hay dành cho anh Văn Thanh. Bóng dẫn còn. Phản công nhanh dành cho quán Hiệp Châu. Đây là Tiến Lên. Đây là Đạt Nhỏ. Sút không vào. Một pha lưu về cản phá khá thành công của anh Tuấn Anh Jodio. Đá phạt góc dành cho quán ăn Hiệp Châu. Đứng trước bóng về nhà đó là Khánh Nhỏ. Đây là Tuấn Anh. Anh Tuấn Anh Jodio. Và đây là anh Văn Thanh. Một pha chuyền bóng dành cho anh Phong. Sút. Một cú sút khá nhẹ của anh Phong. Không thắng nổi thủ thành Duy Nhỏ. Phản công dành cho quán ăn Hiệp Châu. Đây là Bảo Nhỏ. Vẫn là Bảo Nhỏ. Không. Đây là anh Phong. Đây là anh Nghiệp. Vẫn là anh Nghiệp. Và đây là anh Phong. Ok, cảm ơn Trần Chí Thiện nha. Đây là anh Nghiệp. Đây là anh Tuấn Anh Jodio. Một pha qua người không thành công của anh Tuấn Anh Jodio. Đây là anh Đính Thở. Sút. Không vào. Cột dọc đã từ chối bàn thắng của anh Đính Thở. Đây là anh trung vệ anh Đỗ Khải. Trận đấu của chúng ta đang diễn ra rất thích. Trận đấu giữa hai đội quán ăn Hiệp Châu và U40 cả 7 diễn ra khá chậm. Tốc độ trận đấu đã được lên đẩy lên rất cao. Đây là anh Đính Thở. Vẫn là anh Đính Thở. Một pha bứt tốc của anh Đính Thở nhưng không thành công. Phản công tiếp tục dành cho U40 cả 7. Đây là anh Văn Thanh. Một pha cứa lòng của anh đi khá nhẹ, không thắng nổi thủ thành Duy Nhỏ. Và đây là Bảo Nhỏ. Đây là Tiến Lệnh. Đây là Khanh Nhỏ. Đây là Bảo Nhỏ. Một cú vẫy mã ngoài của Bảo Nhỏ đi trên cọc dọc của anh thủ thành Hoàng Tú. Phát bóng lên dành cho thủ thành Quang Tú. Hiếu Winner và Ba Chó vậy. Và Bảo Nhỏ đã được rời sang. Chung vô đó là tiền vệ Hiếu Winner và Ba Chó.
Đây là Hiếu Winner. Vẫn là Hiếu Winner. Một pha bấm bóng của Hiếu Winner dành cho Tiến Lĩnh nhưng không thành công. Phát bóng lên dành cho thủ thành Quang Tú. Tỷ số hiện giờ giữa hai đội Quán Cơm Hiệp Châu và U40 ngã 7 là 1-0. Nhưng về U40 ngã 7. Đây là anh Tuấn Anh Jorginho. Một pha chuyền biên dành cho anh Phong. Một pha khứa lòng của anh Phong, bóng đi khá cao. Phát bóng lên dành cho thủ thành Hiếu Nhỏ. Thủ thành Duy Nhỏ. Đây là Khanh Nhỏ. Một pha qua người không thành công của Khanh Nhỏ. Đây là trung vệ Tăng Trái Hồng. Anh bị viêm họng rồi, Hiếu ơi. Đây là anh Đinh Vỡ. Sút không vào. Quảng công dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Đây là Khanh Nhỏ. Vẫn là anh Đinh Vỡ. Anh Đinh Vỡ làm gì đây? Đây là anh Nghiệp. Đây là Khanh Nhỏ. Quảng công nhanh dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Vẫn là Khanh Nhỏ. Vẫn là Khanh Nhỏ. Sút vào. Tỷ số được quân bình 1-0 cho Quán Cơm Hiệp Châu. Một pha bứt tốc ở hành lang cánh trái của Khanh Nhỏ. Tỷ số được quân bình 1-0 cho Quán Cơm Hiệp Châu. Đây là trung vệ anh Đỗ Khải. Và đây là anh Văn Thanh. Một pha bắt bóng khá hay của thủ thành Duy Nhỏ. Khoảng công dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Đây là Ba Chó. Đây là Tiến Linh. Một pha liệt trì của tiền vệ Tiến Linh. Chờ tin tốt nha. Ok. Đúng là một trận đấu quá hấp dẫn. Đúng là một trận đấu khá hấp dẫn khi tỷ số được quân bình giữa hai đội. Nhiệt độ trận đấu đang được đẩy lên khá cao. Đây là anh Tuấn Anh Jorginho. Đây là anh Phong. Một pha đi bóng không thành công của anh Phong. Ném biên dành cho Quán Cơm Châu. Đây là Hiếu Winner. Vẫn là Hiếu Winner. Vẫn là Hiếu Winner. Đây là Đạt Nhỏ. Một pha cắt bóng của anh trung vệ Đỗ Khải. Ném biên cho Quán Cơm Hiệp Châu. Đây là Hiếu Winner, vẫn là Hiếu Winner. Một pha cắt bóng khá hay của anh trung vệ Đỗ Khải. Đây là anh Tuấn. Đây là anh Đỗ Khải. Một pha cắt bóng khá hay của Tăng Chạy Hồng. Đây là Khánh Nhỏ, vẫn là Khánh Nhỏ. Một pha lùi về phòng ngự cắt bóng của anh Tuấn Anh Jorginho. Khoảng tầm dành cho 40 ngã 7. Ok anh Tùng ơi, em bị viêm họng anh Tùng ơi. Vẫn là anh Đinh Vỡ. Vẫn là anh Đinh Vỡ. Sút vào. Một pha lũng củng trước khung thành của Quán Cơm Hiệp Châu. Và anh Đinh Vỡ đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 dành cho U40 ngã 7. Một pha xử lý lũng củng trước khung thành và anh Đính Vợ đã nâng tỷ số lên 2-1. Ok, chào tin tốt nha, chào anh Thầy Tùng. Chào Thầy Tùng ơi, bữa nay viêm họng rồi. Đây là anh Hiếu Vinh đó. Trung vệ Tăng Chạy Hồng. Và đây là Ba Chó. Đây là Hiếu Vinh đó. Đây là Tiến Lĩnh. Đây là Hiếu Vinh đó, vẫn là Hiếu Vinh đó. Một pha cắt bóng của anh trung vệ Đỗ Khải. Đây là anh Tấn. Một pha qua người không thành công của anh Tấn. Vậy là trọng tài anh Thanh Điền đã thổi còi kết thúc hiệp 1 giữa trận đấu hai đội U40 ngã 7 và Quán Cơm Hiệp Châu với tỷ số 1-0. 2-1. Xin lỗi chị, 2-1 nghiêng về U40 ngã 7. Tốt rồi. Rồi ok, nghỉ giải lao ít phút.
Và đây là những chương trình giải lao trong vòng ít phút nhờ những cầu thủ nhí. Ok. Rồi. Rồi, để nhắc cho này. Rồi, ông ngày mai chiều trước nay dẫn trình ông mới thầy ơi. Thu sẵn đi. Trình còn sửa nhóc nha anh chị. Lắp què đó sao đi chụp hình thấy ghê vậy? Làm gì tới chụp hình luôn. Nó bị nứt xương. Nứt xương luôn hả? Nứt xương bông gông, nứt nhẹ. Trời ơi, là cái giò nó nứt lâu rồi mẹ ơi. Nó bị cái tị. Không, cái giò gì là nó nứt lâu rồi. À, nó yêu rồi nó động cái là nó bị như sưng. Nhưng mà bộ ổng nó bị lật cái thang, nó đâu có giữ gì đâu. Vậy là nó nứt trước rồi đó, nứt hồi lúc trước giống rồi đó. Giống như là có thể là nó bị nứt rồi mà nó bị động vô, nó động vô nó sưng. Mà nó không hay, nó không đi chụp hình đó. Rồi, không luôn. Vậy? Ừ? Vậy? Nè, làm bình lửng đi. Ủa, đi đâu vậy? Nó phanh đi đâu mày? Tao không thắng ngồi nãy giờ nè. Thôi dạ. Chủ nhật nào? Đá với ai? Bạc Liêu gì? Giao hữu hả? Bạc Liêu là xuống đây hả? Đá thằng mình phải không? Chủ nhật là bữa mấy ta? Dính giải nữa rồi. 28 đi. Ừ. Chứ sao từ đây từ sau nguyên từ sau làm phóng sự kinh tế xã hội rồi. Từ sau làm phóng sự kinh tế xã hội với cái phóng sự kia. Anh 8 đi. Anh chưa thông báo được không? Rồi anh 8 đi. Ủa thứ bảy không được sao? Rồi thứ bảy dưới kìa hả? Vậy 28 đi, 28 em không nhận. Rồi 28 em đi, trừ 28 lại đây. Nhận gì anh? Hả? Không biết nữa nhưng mà. Nãy anh Nghĩa có điện em nè. Chưa thấy like nhưng mà anh Nghĩa điện lên like rồi. Không mà em nhận á, không có chuyện gì á. Em chỉ là đuổi vô thôi, tâm sát nào đuổi vô. Không gì, anh không khó lắm. Là anh chưa tôi bình luận hả? Nói chung là bây giờ theo anh Nghĩa là không gì á. Không. Anh ơi nói mấy anh bữa nay bị viêm họng rồi. Biết rồi, biết rồi. Em cái giò đau đâu đó được đâu. Dạ. Không chịu đó, bữa nay giải đó. Có mà có anh. Ờ nãy giờ Phục chịu bằng Phục nói anh tứng quá trời đó. Nó cho em tại nó hậu em làm tiếp em đó giờ em đâu có làm này đâu. Không mà lại mới mà từ từ đi, từ mới vô gơ chứ đâu có mới vô mà bình luận hay được đâu anh. Em nói đại á. Nhưng mà nãy giờ cũng ok rồi, vậy là ổn rồi. Vậy là ổn rồi. Mới bình luận mà ổn, vậy là ổn rồi. Hôm nay giải làm bia dưới. Kìa làm bia chịu mới. Ở đây nè. Mới mình xăng trà đây bán kìa. Không biết giờ này đâu có tiêu rồi. Chắc đi nhậu với đội quý rồi. Đi nó không được đâu, tối ngày đi không được đâu. Ở vậy mà ổng đi đó toàn nó dặn tới giờ đó toàn. Hôm nhậu có nghĩa là nhậu là hình như là nhậu liên tục mấy ngày liền rồi đó. Rồi hôm này nhậu quay nữa nè, rồi câu nhà là hình như là đi nhậu hoàn thành. Đúng rồi, đi đám nhàn thịt á. Dạ, giải của con Trăng là có thấy không có bắt con tài không Bục
Xin chào tất cả các bạn đến với hiệp 2 của trận đấu giữa hai đội Quán Cơm Hiệp Châu và U40 Ngã Bảy. Tỷ số hiệp 1 giữa hai đội, tỷ số 2-1 nghiêng về cho U40 Ngã Bảy. Dạ rồi mà còn nên ném biên dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Đây là Bảo Nhỏ, đây là Hoài Nam. Một pha cắt bóng của anh Trung Vệ Đỗ Khải, đá phạt góc dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Đứng dứt bóng hiện giờ đó là Bảo Nhỏ. Một pha che bóng vào của Bảo Nhỏ. Đây là anh Tuấn Anh Junio phản công dành cho U40 Ngã Bảy. Vẫn là anh Tuấn Anh Junio cho khe cho anh Đính Võ. Anh Đính Võ làm gì đây? Một pha căng ngang không thành công của anh Đính Võ. Phản công dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Đây là Tuấn Kiệt. Một pha cắt bóng của anh Trung Vệ anh Đỗ Khải. Đây là anh Tuấn. Đây là anh Phong. Đây là anh Năm Đen. Đây là anh Tuấn Anh Junio. Vẫn là anh Năm Đen. Đây là anh Tuấn. Anh Tuấn làm gì đây? Đây là anh Phong. Vẫn là U40 Ngã Bảy. Đây là anh Đen. Một pha qua người không thành công của anh Năm Đen. Đây là Lập Sa Đô. Đây là Di Bún. Một cửa lòng của Di Bún không thành công, không thắng nổi thủ thành Hoàng Tú. Đây là anh Tuấn Anh Studio. Đây là anh Tuấn. Cho khe cho anh Đính Võ. Anh Đính Võ làm gì đây? Sút. Một pha cản phá của Trung Vệ Nghĩa F88. Một pha ra chân khá nhanh của anh Đính Võ, nhưng không thắng nổi Trung Vệ Nghĩa F88. Đây là Lộc Shadow. Vẫn là Lộc Shadow. Đây là Tuấn Kiệt. Đây là Bảo Nhỏ. Vẫn là Bảo Nhỏ. Đây là Nghĩa F88. Một pha cắt bóng của anh Phong. Ném biên nhìn cho U40 Ngã Bảy. Đây là anh Đính Võ. Và đây là anh Tuấn. Anh Tuấn làm gì đây? Anh Tuấn làm gì đây? Một pha qua người không thành công của anh Tuấn. Đi luôn, đi luôn. Đây là Lộc Shadow. Vẫn là Lộc Shadow. Đây là Chí Bún. Đây là Hoài Nam. Đây là Bảo Nhỏ. Một pha xỉ máu rồi. Bóng đi không chính xác của Bảo Nhỏ. Phá bóng lên dành cho thủ thành Hoàng Tú. Chào tấm bàn nha. Đây là anh Tuấn. Đây là anh Tuấn Anh Sulinho. Đây là anh Đính Võ. Vẫn là anh Đính Võ. Một pha qua người khá hay của Đính Võ. Một pha căng ngang cho anh Phong đồng đội, nhưng không đến được vị trí của anh Phong. Ném biên dành cho U40 Ngã Bảy. Vẫn là anh Đính Võ. Đây là anh Lộc. Đây là anh Tuấn Anh Sulinho. Một pha đánh đầu của anh Năm Đen. Bóng đi khá nhẹ không thắng nổi thủ thành Di Nhỏ. Đây là Chí Bún. Vẫn là Chí Bún. Đây là Tuấn Kiệt. Vẫn là Tuấn Kiệt. Một pha cản phá khá hay của thủ thành Quang Tú. Phải nói một ngày chơi khá hay của thủ thành Quang Tú. Đây là anh Tuấn Anh Junio. Những em kia về giữ con rồi. Đây là anh Năm Đen. Đây là Tuấn Kiệt. Phản công dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Đây là Bảo Nhỏ. Đây là Tuấn Kiệt. Sút. Một pha sút vượt căn mưa của Tuấn Kiệt. Một pha ga bóng chính xác của thủ thành Quang Tú. Vẫn là anh Trung Vệ Đỗ Khải cắt bóng khá hay. Khoảng không danh nhanh dành cho 40-7. Đây là anh Phong. Vẫn là anh Tuấn.
Một pha lui về phòng ngự khá nhanh của Tuấn Kiệt. Đây là Tuấn Kiệt và đây là Lộc Sado. Vẫn là Tuấn Kiệt. Đây là Bảo Nhỏ. Đây là Lộc Sado. Một pha phạm lỗi giữa Dung Vệ Đỗ Khải và Lộc Sado. Đá phạt dành cho quán cơm Hiệp Châu. Đứng trước bóng hiện giờ đó là Tuấn Kiệt và Quang Nam. Ok, chào Chí Phú nha. Bình Lương Viên chịu vào phù con cháu là thứ 18 Chịu Linh nha Chí Phú. Ý Chí Phú. Một góc khuất khá dọc, khá gồng dành cho Tuấn Kiệt và Quang Nam. Sút không vào. Một cú sút đi chạm hàng rào. Phần góc dành cho quán cơm Hiệp Châu. Đứng trước bóng hiện giờ là Lộc Sado. Một pha bật cao đánh đầu của Bảo Nhỏ nhưng bóng đi xa đối với khung thành Quang Tú. Phát bóng lên dành cho thủ thành Quang Tú. Quá bạo mà. Đây là anh Đỗ Khải. Chuyền bóng cho anh Năm Đen. Đây là anh Đính Võ. Vẫn là anh Đính Võ. Anh Đính Võ làm gì đây? Sút không vào. Vẫn là anh Tuấn. Sút vào. Một cú ra chân khá nhanh của anh Tuấn. Bóng đã trúng một cầu thủ của quán cơm Hiệp Châu. Đội hướng làm thủ thành Bảo Nhỏ phải bó tay. Tỷ số được nâng lên 3-1 Châu 40 ngã 7. Tỷ số được nâng lên dành cho U40 ngã 7 hiện giờ đó là 3-1. Một pha phạm lỗi giữa anh Năm Đen và Lộc Sado. Đá phạt dành cho quán cơm Hiệp Châu. Đứng trước bóng đây là trung vệ Nghệ 88. Đây là Lộc Sado. Vẫn là Lộc Sado. Nhưng không vượt qua được anh Nam Đen. Đây là anh Đính Võ. Một pha chọn biên khá hay dành cho Tuấn. Một pha lui về phòng ngự khá nhanh của Tuấn Kiệt. Đá phạt góc dành cho 40 ngã 7. Đứng trước bóng hiện giờ đó là anh Tuấn. Một pha bật cao đánh đầu phá bóng của Tuấn Kiệt, ném biên dành cho U40 ngã 7. Vẫn là anh Đính Võ. Đây là Lộc Sado. Đây là Nghĩa F88. Đây là Chí Bún. Một pha qua người khá hay của Chí Bún. Đây là anh Tuấn Anh Sonio. Và đây là anh Phong. Vẫn là anh Tuấn Anh Sonio. Và đây là anh Phong. Một pha chuyền về cho anh Tuấn Anh Sonio không thành công. Phản công dành cho quán cơm Hiệp Châu. Đây là Chí Bún. Một pha xử lý bước 1 không thành công của Chí Bún. Phá bóng lên dành cho 40-7. Đây là anh trung vệ Đỗ Khải. Và đây là anh Năm Đen. Một pha chuyền bóng chính xác cho anh Đính Võ. Anh Đính Võ làm gì đây? Đây là anh Tuấn. Vẫn là anh Tuấn. Đây là anh Đính Võ. Không vào. Ba cú sút liên tiếp của U40-7 đã không có được bàn thắng, nâng lên tỷ số được 4-0 cho U40-7. Phản công nhanh nhìn cho quán cơm Hiệp Châu. Một cú sút của Lộc Sado đã khẽ chúng người của anh Tuấn Anh Sonio. Đá phạt góc dành cho U40. Xin lỗi gì. Đá phạt góc dành cho quán cơm Hiệp Châu. 3-1. Một pha ra chân khá nhanh của tiền đạo Hai Nam. Không thắng nổi thủ thành Quang Tú.
Đây là anh Trung về anh Đỗ Khải. Đây là anh Tướng Anh Juninho. Chọc biên cho anh Đính Võ. Vẫn là anh Đính Võ. Vẫn là anh Đính Võ. Một cú sút khá nhẹ của Đính Võ không thắng nổi thủ thành Di Nhỏ. Đây là Bảo Nhỏ. Một pha phản công. Đây là Đính Võ. Một pha liệt chì của anh Đính Võ. Bồ hồng quá, bồ hồng các bạn ơi. Đá phạt cho quán cơm Hiệp Châu. Đây là Chí Vũ. Ném biên dành cho U40 ở 7. Đây là anh Năm Đen. Đây là anh Đính Võ. Một pha cắt bóng khá nhanh của Chí Vũ. Và đứng trước bóng hiện giờ đó là anh Tuấn Anh Sodino. Đây là anh Tuấn. Vẫn là anh Tuấn. Vẫn là anh Tuấn. Và đây là anh Tuấn Anh Sodino. Một pha chuyển kha biên không thành công của anh Tuấn Anh Sodino dành cho anh Năm Đen. Đây là Sado. Đây là tiền đạo Hoài Nam. Vẫn là Hoài Nam. Đây là Bảo Nhỏ. Vẫn là Bảo Nhỏ. Sút không vào. Một cú sút đi khá cao cùng thành đối với thủ thành Quang Tú. Phá bóng lên dành cho thủ thành Quang Tú. Chào anh Đăng Gà Tiễn nha. Chào anh Đăng Gà Tiễn. Và cú sút vừa rồi cũng làm cho Bảo Nhỏ nó bị đau. Bảo Nhỏ đã rơi sang. Thay vào đó đó là số 30 Đạt Nhỏ. Phản công dành cho 40 nhà 7. Đây là anh Tuấn Anh Studio. Một pha chọt khe dành cho anh Đính Võ. Vẫn là anh Đính Võ. Một pha chọt khe khá hay. Tỷ số đã được lên 4-0. Đó là bàn thắng của anh Tuấn. 4-1. Xin lỗi gì. Tỷ số được nâng lên 4-1 dành cho 40 nhà 7. Một đường chọt khe khá hay của anh Đính Võ dành cho anh Tuấn. Cú đúp của anh Tuấn là gì? Và đó là, cũng là một cú đúp dành cho anh Tuấn. Đây là Lộc Sa Đô. Đây là Chí Bốn. Vẫn là Chí Bốn. Đây là Tuấn Kiệt. Đây là Hoài Nam. Một pha chích mũi giày của tiền đạo Quai Nam đã rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 dành cho quán cơm Hiệp Châu. Trận đấu đang rất hấp dẫn. Phản cách rút ngắn xuống còn 2-4 dành cho quán cơm Hiệp Châu. Một trận đấu khá hấp dẫn và khá cuồng nhiệt giữa hai đội. Ném biên nhìn cho 40 nha bạn. Đây là anh Tuấn Anh Studio. Đây là anh Tuấn. Đây là anh Năm Đen. Một cú ga chân của anh Năm Đen rất nhanh nhưng bóng đi khá nhẹ. Phản công dành cho quán cơm Hiệp Châu. Đây là Lộc Sa Đô. Vẫn là Lộc Sa Đô. Vẫn là Lộc Sa Đô. Sút không vào. Một cú sút khá nhẹ, không làm khó được thủ thành Quang Tú. Và đây là anh Trung Vệ, anh Đỗ Khải. Đây là anh Tuấn Anh Sudinho. Một pha bắt tay của Lộc Sado nhưng không thành công. Đây là anh Tấn. Vẫn là anh Tấn. Vẫn là anh Tấn. Đây là anh Phong. Anh Phong làm gì đây? Một pha tốc độ của anh Phong. Vẫn là anh Phong. Đây là anh Tấn Anh Sodinho. Đây là anh Đỗ Khải. Vẫn là anh Đỗ Khải. Một pha phạm lỗi giữa anh Năm Đen và tiền đạo Hoài Nam.
Đá phạt dành cho quán cơm Hiệp Châu. Đứng trước bóng đó là Nghĩa F88. Và đây là Đạt nhỏ. Đây là anh Đính Vận. Dẫn là anh Đính Vận. Sút không vào. Một cú ra chân khá nhanh, nhưng bóng thì không chính xác. Phát bóng lên dành cho thủ thành Di nhỏ. Đây là Lộc Sado. Vẫn là Lộc Sado. Một pha chuyển khai biên không thành công giữa Lộc Sado và Đạt nhỏ. Đây là thủ môn Quang Tú. Và đây là anh Trung Vệ anh Đỗ Khải. Và đây là anh Tuấn Anh Jorginho. Một pha thoát biên của anh Tuấn Anh Jorginho. Ném biên dành cho quán cơm Hiệp Châu. Đây là Nghĩa F88. Đây là Tuấn Kiệt. Vẫn là Nghĩa F88. Sút. Sút. Cú sút thứ hai của Hoài Nam không thắng nổi thủ thành Quang Tú. Một pha ra vào khá hợp lý của thủ thành Quang Tú. Ném biên dành cho quán cơm Hiệp Châu. Một cú ra chân của Hoài Nam, bóng nó đi khá xa cột dọc khung thành Quang Tú. Phá bóng lên dành cho thủ thành Quang Tú. Tỷ số hiện giờ giữa hai đội quán cơm Hiệp Châu và U40 Ngã 7. Tỷ số hiện giờ đó là 4-2 nghiêng về cho U40 Ngã 7. Phản công nhanh dành cho U40 7. Đây là anh Tân. Đây là anh Đích Vội. Một pha liệt dị của anh Đính Võ thật là đáng tiếc. Một pha phản công nhanh khá hay của U40 Ngã 7. Đây là Đạt nhỏ. Đây là Tuấn Kiệt. Phản công nhanh cho U40 Ngã 7. Vẫn là anh Đính Võ. Đây là anh Tuấn. Sút không thành công. Một ra vào khá hợp lý của thủ thành Chi nhỏ. Phản công nhanh dành cho quán cơm Hiệp Châu. Đây là Đạt nhỏ. Đây là anh Phong. Vẫn là anh Phong. Đây là anh Tuấn. Đây là Hoài Nam. Một pha cắt bóng của anh Tuấn Anh Jorginho. Ném biên dành cho quán cơm Hiệp Châu. Đây là Đạt nhỏ. Đây là Nghĩa 88. Một pha cắt bóng của anh Tuấn Anh. Một pha phát bóng lên dành cho thủ thành Di nhỏ. Đây là Tuấn Kiệt. Đây là anh Trung Vệ anh Đỗ Khải. Đây là anh Tuấn Anh Jorginho. Vẫn là quán cơm Hiệp Châu. Đây là Chí Bút. Vẫn là Chí Bút. Đây là Hoài Nam. Một cú ra chân khá nhanh của Hoài Nam nhưng không thắng nổi thủ thành Quang Tú. Đây là anh Trung Vệ anh Đỗ Khải. Đây là anh Tuấn Anh Jorginho. Và đây là anh Phong. Một pha cài người khá hay của anh Phong. Phản công dành cho quán cơm Châu. Đây là Chí Bút. Đây là anh Trung Vệ anh Đỗ Khải. Một pha đột phá của anh Đỗ Khải nhưng không thắng nổi Trung Vệ Nghĩa F88. Vậy là quán cơm Hiệp Châu có sự thay đổi người. Và U40 Ngã 7 cũng có sự thay đổi người trong những giây phút tiếp theo. Anh Nghiệp với anh Văn Thành. Vậy là bên U40 Ngã 7, anh Nghiệp và anh Văn Thanh đã được tung vào sân. Còn bên phía thành phần của quán cơm Hiệp Châu, Khanh nhỏ. Tiến lĩnh, ba chó. Tiến lĩnh, ba chó.
Hiếu Vinh ơi, Tăng Trại Hồng cũng đã được tung giao xong. Đây là Khanh nhỏ. Và đây là cầu thủ Ba Chó. Đây là anh Tấn. Một pha căng ngang vào trong không thành công dành cho anh Đính Võ. Phản công dành cho Quán Tôm Hiệp Châu. Đây là Ba Chó sút. Một cú sút đi khá xa khung thành của anh Quang Tú. Phá bóng lên dành cho thủ thành Quang Tú. Đây là anh Trung Vệ Đỗ Khải. Và đây là anh Văn Thanh. Một pha chuyền bóng khá hay của anh Văn Thanh dành cho anh Tấn. Một pha qua người khá hay của Tấn vẫn là anh Tấn. Phản công dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Đây là Ba Chó. Và đây là Hiếu Winner. Vẫn là Hiếu Winner. Ok, cảm ơn trường nhỏ nha. Đây là anh Đính Võ phản công. Một pha phản công nhanh không thành công của U40 nhỏ vậy. Đây là Khánh nhỏ. Vẫn là Khánh nhỏ. Đây là Ba Chó. Không vào. Một pha quẩy má ngoài của Đạt nhỏ. Nhưng bàn thắng không mỉm cười đối với Đạt nhỏ. Đây là anh Trung Vệ, anh Đỗ Khải. Phản công dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Một pha để bóng chạm tay của anh Nghiệp. Đá phạt dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Và đây là Ba Chó. Và đây là Đạt Nhỏ. Pha cắt bóng khá hay của anh Đạt Nhỏ. Bóng được phát lên dành cho vẫn là anh Nghiệp. Vẫn là anh Nghiệp. Anh Nghiệp làm gì đây? Một pha qua người không thành công của anh Nghiệp. Phản công dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Một tình huống bắt bài khá hay của anh Đỗ Khải. Đây là anh Tuấn Anh Jorginho. Vẫn là anh Tuấn Anh Jorginho. Vẫn là anh Tuấn Anh Jorginho. Phản công dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Đây là Hiếu Vinh ơi. Vẫn là Hiếu Vinh ơi. Một pha phạm lỗi giữa anh Trung Vệ Đỗ Khải và Hiếu Vinh ơi. Đá phạt dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Một tình huống đá phạt ngoài vòng 16m50. Đứng trước bóng người đó là anh Hiếu Vinh. Chào Trần Chí Thiện nha. Một pha dàn xếp đá phạt không thành công của Quán Cơm Hiệp Châu giữa Hiếu Winner và Ba Chó. Đá phạt góc dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Một pha cắt bóng của anh Trung Vệ Đỗ Khải. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Đến biên dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Đây là Tiến Lĩnh. Vẫn là Tiến Lĩnh. Đây là Hiếu Winner. Một cú ra chân khá nhanh của Hiếu Winner nhưng bóng đi không chính xác. Phá bóng lên dành cho thủ thành Quang Tú. Đây là anh Trung Vệ anh Đỗ Khải. Vẫn là anh Trung Vệ Đỗ Khải. Và đây là anh Văn Thanh. Vẫn là anh Văn Thanh. Một pha không hiểu ý đồng đội giữa anh Nghiệp và anh Văn Thanh. Ném biên dành cho Quán Tôm Hiệp Châu. Một pha bọc lót giữa anh Văn Thanh và anh Đỗ Khải. Một pha lắc léo của anh Nghiệp. Đây là anh Văn Thanh. Và đây là anh Đỗ Khải. Chuyền bóng cho anh Văn Thanh. Một pha chuyển khai biên không thành công của anh Văn Thanh.
một pha phạm lỗi ở khu vực giữa sân giữa anh Tuấn Anh Jordino và ba cho. Đây là Hiếu Winner. Vẫn là Hiếu Winner. Và okay. Đây là ba chó. Hello Trần Chí Thiện nha. Vẫn hello, là ba chó nhỏ. Đây là Đạt nhỏ. Đạt nhỏ không thắng nổi anh Trung về anh đón thầy. Vẫn là ba chó. Đây là Đỗ Khải. Một pha bóng bóng khá nhanh, ngoài ra chân khá nhanh của Khanh nhỏ nhưng không thắng nổi thủ thành Quang Tuấn. Một ngày chơi khá hay đối với thủ thành Quang Tuấn. Bên phía U40 ngã bảy. Đây là Hiếu Quỳnh ơi. Khoảng công nhanh dành cho U40 ngã bảy. Đây là anh Tuấn. Một ra ngoài cắt bóng khá nhanh của thủ thành Di nhỏ. Trong đây anh Long Bia nãy gửi là nhắn là bên viên này giọng ấm áp quá. Quán cơm Hiệp Châu có sự thay đổi người. Đạt nhỏ đã được gơi sang, cầu thủ được tung vào sân đó là Tuấn Kiệt. Chịu hoàng phục con cháu đại tướng 18 triệu Linh là ca sĩ mà anh Long Bia. Đây là Văn Thanh. Đây là anh Tuấn. Anh Tuấn làm gì đây? Một pha bứt tốc của anh Tuấn nhưng không qua nội trung vệ Tăng Chạy Hồng. Đá phạt góc dành cho U40 nhỏ bảy. Đứng trước bóng hiện giờ đó là anh Văn Thanh. Còn có tên gọi nữa là Thanh Đồ Gỗ. Một pha cắt mặt khá nhanh của anh Nghiệp. Còn có 8 phút à. Và đây là ba cho. Đây là Hiếu Winner. Vẫn là Hiếu Winner. Đây là Tấn Kiệt. Một pha phá bóng của anh Tuấn Anh Jordino. Vẫn là anh Văn Thanh. Đây là anh Đính Bơ. Một pha bắt bài khá hay của Tân Chạy Hồng. Phản công dành cho quán cơm Hiệp Châu. Đây là Tấn Kiệt. Ok, Việt Nam Nhật Bản đang hòa một đều các bạn. Phút thứ 30. Một pha căng bóng vào trong không thành công của Tuấn Kiệt. Phát bóng lên. Ok, cảm ơn Vũ Cây Ba nha. Dành cho thủ thành Quang Tuấn. Quang Tuấn. Đây là anh trung vệ Đỗ Khải. Đây là thủ thành Quang Tuấn. Đây là anh Văn Thanh. Đây là Hiếu Winner. Và đây là Khánh nhỏ. Và đây là ba chó. Một pha phối hợp không thành công của vẫn là đây là anh Đinh Mở. Wow, không vào. Một pha khứa lòng của anh Đinh Mở, bóng đã khé chạm nhẹ vào xà ngang của khung thành Di nhỏ. Xà ngang đã từ chối bàn thắng của anh Đinh Mở. Đá phạt góc dành cho 40 nhỏ 7. Đây là anh Văn Thanh. Một pha bắt bóng rất chính xác của thủ thành Di nhỏ. Đây là anh Đỗ Khải. Phản công dành cho quán cơm Hiệp Châu. Một pha phạm lỗi giữa anh trung vệ Đỗ Khải và Tuấn Kiệt. Trận đấu được đẩy lên nhiệt độ khá cao. Hai đội đá rất nhanh. Tỷ số hiện giờ là 4-2, nghiêng về cho U40 ngã 7. Đứng trước bóng hiện giờ đó là anh Hiếu Winner. Hiếu Winner sút một pha khứa lòng. Bóng đã đi trên cột dọc đối với khung thành anh Quang Tuấn. Đây là anh trung vệ Đỗ Khải. Đây là anh Tuấn Anh Jordino. Một pha qua người khá hay của anh Tuấn Anh Jordino. Đây là anh Tuấn. Đây là anh Tuấn Anh Jordino. Anh Điền nói là 5 phút nữa hết giờ đó. Một pha cắt bóng của Tăng Chạy Hồng. Đây là Tuấn Kiệt phản công cho quán cơm Hiệp Châu.
vẫn là Tuấn Kiệt. Đây là ba chó, vẫn là ba chó. Đây là Tiến Linh. Tiến Linh không qua nổi anh Tuấn Anh Siêu đi vô. Vẫn là Tuấn Anh Siêu đi vô. Một pha qua người cái hai của Tuấn Anh Siêu đi vô. Vẫn là Tuấn Anh Siêu đi vô. Một pha trong biên của anh Tuấn Anh Siêu đi vô nhưng không thắng nổi tiền vệ của quán cơm Hiệp Châu, đó là Tuấn Kiệt. Vậy là quán cơm Hiệp Châu có sự thay đổi người. Mày mày hiểu. Khanh nhỏ đã rơi sân. Mình ăn hả? Mình ăn hả? 2-1. Gia Bảo, Gia Bảo. Gia Bảo, Gia Bảo. Quán cơm Hiệp Châu đã tung cầu thủ Gia Bảo vào sân. Đây là anh Tuấn. Vẫn là anh Tuấn. Pha phản công cho quán cơm Châu. Đây là Hiếu Quỳnh Hơn. Vẫn là Hiếu Quỳnh Hơn. Một pha ra chân khá nhanh của Hiếu Quỳnh Hơn nhưng không thắng nổi thủ thành Quang Tú. Bóng đã tìm đến ngay vị trí của thủ thành Quang Tú. Ok, cảm ơn phát xít nha. Đây là Tiến Linh. Cảm ơn phát xít rất nhiều. Đây là Hiếu Quỳnh Hơn. Một đường chọc khe của Hiếu Winner dành cho Tuấn Kiệt không thành công. Bóng nó đi hết đường biên dọc, ném biên dành cho U40 ngã bảy. Vậy là U40 có sự thay đổi người. Anh Tuấn đã được anh Tuấn đã được cho ra nghỉ và tung vào sân, đó là anh Phong. Đây là anh Nghiệp. Đây là Hiếu Quỳnh Hơn. Một pha căng ngang khá hay của Hiếu Quỳnh Hơn dành cho Tuấn Kiệt nhưng không thành công. Đây là ba chó. Vẫn là Hiếu Quỳnh Hơn. Tốc độ trận đấu đang được đẩy lên khá cao. Đây là anh Văn Thanh. Một pha phá bóng trúng vào chân của Gia Bảo. Chúng vào chân của Gia Bảo, ném biên dành cho 40 ngã 7. Đây là anh Nghiệp, vẫn là anh Nghiệp. Đây là anh Phong. Anh Phong làm gì đây? Vẫn là anh Phong. Bóng đã đi hết đường về ngang, ném bia phá bóng lên dành cho thủ thành Di Nhỏ. Đây là Đính Phượng. Ném biên dành cho 40 ngã 7. Đây là anh Nghiệp. Và đây là Văn Thanh. Một pha cắt bóng của ba chó nhưng không thành công. Ném biên dành cho 40 ngã 7. Đây là anh Văn Thanh. Ném biên cho anh Đính Thở. Đây là ba chó. Và đây là Tiến Linh. Đây là Hiếu Quỳnh Hơn. Phản công dành cho 40 ngã 7. Phản công dành cho quán cơm Hiệp Châu. Đây là Tiến Linh. Shoot. Không vào. Bóng lại tìm đến ngay vị trí của thủ thành Quang Tú. Một ngày như quán cơm Hiệp Châu chưa có duyên được ghi bàn. Tỷ số trận đấu giữa hai đội quán cơm Hiệp Châu và U40 ngã 7 hiện giờ. Đây là Tiến Linh. Sút vào. Ba bốn. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-4. Vừa mới dắt là quán cơm Hiệp Châu chưa có duyên, thì bây giờ lại có duyên ghi bàn.
thắng của Tiến Lĩnh. Tiến Lĩnh đã rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 cho Quán Cơm Hiệp Châu. Một pha đặt lòng như đệ của Tiến Lĩnh. Vậy là Quán Cơm Hiệp Châu có sự thay đổi người. Trung vệ Tăng Chạy Hồng đã được cho ra nghỉ và thay vào đó đó là Chí Vũ. Đây là anh Giang Thanh. Một pha phối hợp không thành công giữa anh Giang Thanh và anh Đỉnh Thở. Anh Năm Đen. U40 có sự thay đổi người. Anh Năm Đen được tung giao sang. Anh Giang Thanh do bị trượt bắp đùi rồi. Đã cho ra nghỉ. Trượt bắp đùi à? Một pha ra chân khá nhanh của anh Đỉnh Thở. Okay. Tiếng bóng tìm đến ngay vị trí của thủ thành Duy Nhỏ. Ok, cảm ơn Thierry. Đơn giản là không khó là Việt Nam đang dẫn. Đá phạt góc dành cho 40 nhà 7. Okay, đứng trước bóng hiện giờ đó là anh Đỉnh Thở. Cảm ơn em đã cập nhật tỷ số giữa Việt Nam và Nhật Bản nha. Một pha cắt mặt không thành công của anh Nghiệp. Đây là Hiếu Quỳnh Ư. Phản công cho Quán Cơm Hiệp Châu. Một pha phản công thanh không thành công của Quán Cơm Hiệp Châu. Đây là anh trung vệ anh Đỗ Khải. Đây là Năm Đen. Một pha phát bóng lên ngay vị trí của thủ thành Duy Nhỏ. Một pha phạm lỗi giữa anh Trung Vệ, anh Đỗ Khải và Hiếu Vinh. Nhiệt độ của trận đấu đang được đẩy lên khá cao. Hai đội đá với tốc độ nóng hổi luôn quý vị. Cái gì vậy? Đứng trước bóng hiện giờ đó là Tiến Lĩnh. Sút. Một pha sút bóng khé chạm vào hàng rào của Tiến Lĩnh. Một pha cắt bóng lên của anh Năm Đen. Ném biên dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Đây là Chí Bung. Vẫn là Chí Bung. Chọt khe cho Hiếu Quýnh. Đây là Tiến Lĩnh. Đây là Tấn Kiệt. Tấn Kiệt làm gì đây? Không vào. Khá đáng tiếc cho Tấn Kiệt. Một lần nữa thủ thành Quang Tú chơi khá xuất sắc. Một ngày phải nói thủ thành Quang Tú chơi khá tập trung. Đây là anh trung vệ anh Đỗ Khải. Bóng đã khẽ chạm tay của anh tướng Anh Jorginho. Đá phạt dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Vẫn là anh tướng Anh Jorginho. Đây là anh Đỉnh Thở. Vẫn là anh Đỉnh Thở. Đây là anh Năm Đen. Đây là anh Phong. Một pha đá bóng trực tiếp của anh Phong nhưng bóng đi không chính xác. Phá bóng lên dành cho thủ thành Duy Nhỏ. Đây là Chí Bung. Tốc độ trận đấu đang được đẩy lên khá cao. Một pha ra chân khá nhanh của Tiến Lĩnh nhưng không thắng nổi thủ thành Quang Tú. Một ngày phải nói thủ thành Quang Tú chơi khá hay. Đây là anh Nghiệp. Vẫn là anh Nghiệp. Đây là anh Phong. Vẫn là anh Phong. Nhưng không qua được ba chó. Một pha bứt tốc của ba chó có thành công không? Một pha bứt tốc của ba chó nhưng không thành công. Ném biên châu 40 ngã 7. Đây là anh Năm Đen. Đây là anh Đỉnh Thở. Vẫn là anh Đỉnh Thở. Một pha che bóng vào trong nhưng không thành công của anh Đỉnh Thở. Phản công cho Quán Cơm Hiệp Châu. Đây là Hiếu Quỳnh ơi. Vẫn là Hiếu Quỳnh ơi. Một pha lui về phòng thủ khá hay của
anh Tuấn Anh Jorginho. Đá phạt góc dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Đó là pha đánh đầu cắt bóng của anh Đỗ Khải. Ném biên dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Đây là ba chó. Vẫn là ba chó. Phản công cho U40 ngã bảy. Đây là Tiến Lĩnh, đây là Hiếu Quỳnh Ư. Vẫn là Hiếu Quỳnh Ư. Vẫn là Hiếu Quỳnh Ư. Có qua được anh Tuấn Anh Sodio không? Một quà bọc lót cho nhau giữa anh Đỗ Khải và anh Tuấn Anh Sodio. Ném biên cho Quán Cơm Hiệp Châu. Ôi trời ơi! Một quà đá bóng khá nhanh của Tuấn Kiệt nhưng bóng đi không chính xác. Một tình huống gà chặn khá nhanh của Tuấn Kiệt. Đây là anh Tuấn Anh Jorginho phản công cho U40 ngã bảy. Vẫn là anh Tuấn Anh Jorginho. Một khu sút khá nhẹ của anh Tuấn Anh Jorginho không thắng nổi ba chó. Có sự gia chạm giữa anh trung vệ Đỗ Khải và tiền đạo Tuấn Kiệt. Một pha trả bóng fair play của Tuấn Anh Jorginho. Phản công dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Đây là Tiến Lĩnh. Không được rồi. Một pha qua người không thành công của Tiến Lĩnh. Và đây là Tuấn Kiệt. Vẫn là Tuấn Kiệt. Phản công dành cho U40 ngã bảy. Đây là anh Phong. Đây là anh trung vệ anh Đỗ Khải. Đây là anh Tuấn Anh Jorginho. Đây là anh Nghiệp. Anh Nghiệp làm gì đây? Một cú sút khá nhẹ của anh Nghiệp. Phản công dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Đây là ba chó. Vẫn là ba chó. Ba chó làm gì đây? Một pha chọc khe không thành công giữa ba chó và... Chào Thảo Bể nha, chào Thảo Bể nha. Thảo Bể đang nhậu với đội Quán Cơm Thủy Thủy ha, Thảo Bể. Đây là thủ môn Quang Tú. Đây là anh Tuấn Anh Jorginho. Vẫn là anh Tuấn Anh Jorginho. Một pha qua người nhưng bóng đã khẽ chạm tay và... Một pha phạm lỗi giữa anh trung vệ Đỗ Khải và Hiếu Quỳnh Ư. Đá phạt dành cho Quán Cơm Hiệp Châu. Đứng trước bóng hiện giờ đó là ba chó. Đây là Chí Bốn. Đây là Hiếu Quỳnh Ư. Sút không vào. Một cú sút khá nhẹ của Hiếu Quỳnh Ư. Không thắng được thủ thành Quang Tú. Thảo Bể chào chị Hoàng Phục kìa nha. Thảo Bể chào chị Hoàng Phục. Hello Thảo Bể. Anh bây giờ là thao lũng luôn rồi Thảo Bể ơi. Đứng luôn khỏi dạy cho. Đứng luôn đi ra. Pháo bóng lên dành cho thủ thành Quang Tú. Nhiệt độ của trận đấu bây giờ được đẩy lên khá cao và khá nhanh quý vị. Đây là anh Nghiệp phản công cho 40 ngã 7. Đây là anh Nghiệp sút không vào. Tiếng còi của chúng ta anh Thanh Điền đã kết thúc trận đấu giữa hai đội U40 ngã 7 và Quán Cơm Hiệp Châu. Tỷ số 4-3. Hiện giờ đó là 4-3. Nghiêng về U40 ngã 7. Chào và hẹn gặp lại. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong phiên live tiếp theo. Phiên live tiếp theo bạn.